Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topka VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mazda CX-3, chiếc xe crossover gầm cao 5 chỗ ngồi nhập khẩu tại Thái Lan của bên phía Mazda mà trong video ngày hôm nay. Thời điểm dịp ngày 2 tháng 11 năm 2024, những ngày đầu tiên của tháng mới nhất này và Topka VN cũng vừa mới cập nhật được thôi. Về chính sách giá bán hàng khuyến mại tại thời điểm này có sự điều chỉnh linh động mới nhất, tốt nhất có thể dành cho từng phiên bản của Mazda CX-3. Những ưu đãi về gói quà tặng phụ kiện linh động từ bên phía đại lý của mình và mức giá lăn bánh mới nhất dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái mẫu xe này. Các phiên bản của Mazda CX-3 đều là nhập khẩu tại Thái Lan. Các phiên bản của nó đều là số tự động. Mazda CX-3 thì sử dụng động cơ Skytip 1.5 và sử dụng hộp số tự động 6 cấp số. Là một chiếc xe mà tại thời điểm này đang được phân phối tổng cộng tới 4 phiên bản. Và tầm tiền, tầm giá lăn bánh của nó thì được trải dài từ gầm cao cỡ A cho đến gầm cao cỡ B. Rất nhiều sự lựa chọn dành cho quý các bạn. Một chiếc xe mà gọn gàng, linh hoạt trong mọi cung đường, một chiếc xe cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu cho cái dòng xe CX-3 này. Vậy thì dịp đầu tháng mới, tháng 11 này, cụ thể chi tiết từng phiên bản tốt nhất được như thế nào, mình xin phép cập nhật nhanh luôn để anh chị chúng ta xem xét và cân đối mức tài chính. Phiên bản đầu tiên có lẽ là phiên bản được nhiều người quan tâm để ý lựa chọn, đó là Mazda CX-3 phiên bản 1.5 AT thường. Đây là phiên bản số tự động tầm tiền dễ tiếp cận nhất khi mà quan tâm về Mazda CX-3, chiếc xe nhập khẩu tại Thái Lan này. Với mức giá niêm yết đề xuất của nó có 512 triệu đồng thôi. Và tại thời điểm này, tại đại lý của mình lại linh động giảm thêm trực tiếp về tiền mặt dành cho cái phiên bản này. Và sau khi trừ linh động đó, mình có nhầm qua, lăn bánh ở tỉnh của nó tốt nhất 561 triệu, ở Hà Nội 592 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh 581 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 561, ở Hà Nội là 592 và Thành phố Hồ Chí Minh là 581 với 1.5 AT thường của Mazda CX-3. Còn nếu như mà lấy trả góp bản này thì đâu đó ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 160 triệu, ở Hà Nội là 191 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 181 triệu đồng. Ở tỉnh là 160, ở Hà Nội là 191 và Thành phố Hồ Chí Minh là 180 theo phương án mà chúng ta lấy trả góp. Phiên bản số tự động tầm tiền dễ tiếp cận nhất, máy Skytip 1.5 hộp số 6 cấp số nhá. Cả 4 bánh của phiên bản này cũng đều là đĩa nhá, bánh trước bánh sau đều là phanh đĩa. Cái kích thước mâm của nó cũng là 18 inch. Bản này thì cái cụm đèn pha cốp của nó là đèn halogen cho ánh sáng màu vàng. Vô lăng của nó thì cũng được bọc da rồi. Ghế của nó là ghế nỉ. Màn hình có màn hình giải trí kích thước là 7 inch. Ngoài ra thì có được kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Bản này thì được trang bị số loa là 6 loa. Số túi khí thì được trang bị là 2 túi khí. Có cam lùi nhá, có cruise control, tính năng ga tự động đi đường trường đường dài rất cần thiết. Những cái tính năng an toàn chủ động ví dụ như là ABS, cân bằng điện tử, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc thì Mazda CX-3 bản AT thường này cũng được trang bị anh chị nhá. Đấy là phiên bản mà nhiều người quan tâm vì tầm tiền của nó dễ tiệm cận nhất. Phía trên bản đó, đó là Mazda CX-3 bản 1.5 AT Deluxe. Bản Deluxe này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 549 triệu đồng, 549, cũng đang có linh động giảm thêm trực tiếp về tiền mặt tại đại lý của mình sau khi trừ đi. Mình có nhẩm qua đâu đó lăn bánh ở tỉnh 602 triệu, ở Hà Nội 633 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh 622 triệu đồng. Ở tỉnh là 602, ở Hà Nội là 633 và Thành phố Hồ Chí Minh 622 theo phương án mà chúng ta lấy trả thẳng. Còn nếu như mà lấy trả góp bản Deluxe này thì đâu đó ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 180 triệu. Ở Hà Nội là 212 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh 200 triệu đồng tròn. Tỉnh 180, ở Hà Nội là 212 và Thành phố Hồ Chí Minh 200 triệu theo cái phương án mà lấy trả góp của CX-3 1.5 AT Deluxe. Phía trên bản Deluxe đó là phiên bản Luxury. Bản Luxury của Mazda CX-3 thì có mức giá niêm yết đề xuất là 579 triệu đồng, 579. Giá niêm yết này cũng bằng với cả Kia Soulette bản Luxury đúng không ạ? 579 nhưng mà còn linh động thêm giảm tiền mặt nữa sau khi trừ đi. Lăn bánh ở tỉnh tốt nhất 634 triệu, ở Hà Nội 666 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh 654 triệu đồng.
ở tỉnh là 634, ở Hà Nội là 666 và thành phố Hồ Chí Minh là 654 theo phương án mà chúng ta lấy trả thẳng của CX3 1.5 AT Luxury. Nếu như mà lấy trả góp bản Luxury này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 179 triệu, ở Hà Nội là 210 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 199 triệu đồng. Tỉnh là 179, ở Hà Nội là 210 và thành phố Hồ Chí Minh là 199 theo phương án mà chúng ta lấy trả góp. Sang phiên bản thứ tư, phiên bản cuối cùng, đó là Mazda CX-3 phiên bản Premium. Đây là một cái phiên bản mà có thêm những tính năng an toàn chủ động trong gói iActivation. Phiên bản Premium thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 631 triệu đồng. Bản này đang có linh động giảm trực tiếp về tiền mặt và sau khi trừ đi lăn bánh ở tỉnh nhẩm qua tốt nhất nhé, 691 triệu. Ở Hà Nội là 725 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 711 triệu đồng. Ở tỉnh là 691, ở Hà Nội là 725 và thành phố Hồ Chí Minh là 711 theo phương án mà chúng ta lấy trả thẳng. Còn nếu như mà lấy trả góp bản này ấy, ở tỉnh số tiền tối thiểu mà chúng ta cần chuẩn bị là 195 triệu là mang xe về. Ở Hà Nội là 228 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 215, tỉnh là 195, ở Hà Nội là 228 và thành phố Hồ Chí Minh là 215 theo phương án mà chúng ta lấy trả góp. Đó là 4 phiên bản, 4 sự lựa chọn, 4 chương trình khuyến mại và linh động tốt nhất có thể dành cho cái dòng xe Mazda CX-3. Một chiếc xe mà tất cả các phiên bản nhập khẩu tại Thái Lan, kiểu dáng thiết kế gọn gàng, linh hoạt, ngoài ra thì tiết kiệm nhiên liệu nữa. Vậy thì quan tâm theo dõi về Mazda CX-3, một chiếc xe gầm cao cũng rất là dễ tiệm cận về tầm tiền. Cần xem xe, cần lái thử, cần trải nghiệm thực tế thì hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý cho các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhờ quý cho các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.